Lesson 10. Correspondence. Từ này có nghĩa là quan hệ thư từ. 1. Assemble. Assemble. Chúng ta có thể hiểu là thu thập hoặc là lắp ráp, tập hợp. Ví dụ như là chúng ta sẽ phải thu thập, tập hợp các cái tài liệu lại với nhau trước khi chúng ta ra về. Example. Her assistant copied and assembled the documents. 2. Beforehand. Beforehand. Từ này có nghĩa là sớm trước, nhưng mà các bạn phải nhớ là sớm trước từ này sẽ bằng với cả từ in advance. Nó sẽ ở trong văn cảnh như là bạn sẽ phải đặt phòng trước 2 tuần trước khi bạn đến ở. Example: To speed up the meeting, we should prepare the labels beforehand. 3. Complicated. Complicated. Từ này có nghĩa là phức tạp. Example: The problem is so complicated that we need some more time to resolve it. 4. Courier. Courier. Từ này có nghĩa là người đưa thư, người chuyển phát. Example: We hired a courier to deliver the packages. 5. Express. Express. Từ này có nghĩa là chuyển phát nhanh, hoặc là động từ có nghĩa là diễn đạt. Thì trong cái bài này, trong cái chủ đề này của chúng ta, thì chúng ta nhớ nó có nghĩa là chuyển phát nhanh. Example: Express mail costs more than regular mail service, but it is more efficient. 6. Mention. Mention. Từ này có nghĩa là đề cập, nói đến. Ví dụ như là không có một cái đề cập nào đến chi phí trong bản đề xuất. 7. Petition. Petition. Từ này có nghĩa là lời thỉnh cầu, đề nghị. Ví dụ như là chúng tôi đề nghị, kiến nghị giám đốc sẽ phải cho nhiều tiền hơn cho để chạy marketing. Example: We petitioned the postal officials to start delivering mail twice a day in business areas. 8. Proof. Proof. Từ này có nghĩa là bằng chứng. Ví dụ bạn sẽ nhớ là tôi sẽ phải giữ cái hóa đơn này làm bằng chứng cho việc mua hàng ở công ty bạn. Example: This letter was proofed very carefully. It is full of typing mistakes. 9. Fold. Fold. Nó có nghĩa là nếp gấp hoặc là gấp lại. Ví dụ, bạn sẽ phải sắp xếp các cái thư từ một cách cẩn thận trước khi bạn gấp lại thư. Example: Fold the letter into 3 parts before stuffing it into the envelope. 10. Layout. Layout. Cái layout có nghĩa là bạn sự trang trí hoặc là sự sắp xếp trong một cái tờ trang giấy. Example: There is no single correct layout for business letters. 11. Register. Register. Từ này có nghĩa là đăng ký hoặc là sổ sách. Ví dụ như là bạn sẽ phải đăng ký trước khi mà bạn vào lớp học này. Example: You can register this mail for an additional $2. 12. Revise. Revise. Từ này có nghĩa là việc sửa lại, xem xét. Ví dụ như là bạn sẽ phải sửa lại cái bức thư này trước khi bạn gửi nó đi. Example: The brochure was revised several times before it was sent to the printer.